không làm gì làm tay. Xin chào tất cả các bạn. Bây giờ chúng ta có một trò, chúng mình sẽ trôn con vợ của mình nữa nha. Ok, bây giờ con vợ mình nó, mình nói là mình có cái thử thách nhỏ nhỏ dành cho vợ, nhưng mà thực tế là trôn chứ không phải là thử thách. Bây giờ mình sẽ lấy cái chai nước suối này, đổ đầy nước vô đây nha. Ok, bây giờ mình sẽ đổ đầy nước vô đây, đổ đầy nước vào trong đây. Xong rồi mình sẽ bắt đầu mình trôn. Nó đi sơn màu rồi. Bây giờ thử thách đặt ra là làm sao mà uống nước trong đây mà tay không có động vào trong cái chai. Rót đầy vô đây. Rót đầy chai 10 nhẫn. Okay. Bây giờ mình sẽ đi lấy cái bàn này. Đặt cái chai ở đây nha. Ok. Đặt lên đây. Bây giờ sẽ là một thử thách dành cho vợ. Xong chưa ba? Xong chưa? Đang trang điểm. Trang điểm thế nào cũng phải dính bẩn mỗi ngày, phải không? Chúng ta sẽ nghĩ ra một trò để trôn con vợ, trôn miết cho nó nhớ đời luôn. Dạ 7:30 anh. Ok, bây giờ đây là một thử thách dành cho bé nha. Thử thách đặt ra là đây là một cái chai nước, cái nước này uống được. Bây giờ bé làm sao bé uống được nước ở trong đây mà không được đụng vô trong đây, không tay chân không được đụng vô đây, dùng cái gì cũng được, dùng ống hút không được, dùng ống hút chỉ được dùng cái cơ thể mình thôi ha, chỉ được dùng cái cơ thể mình thôi. Muốn làm gì làm kệ, quý rau không được dùng cái cánh tay, không được dùng cái chân, không được dùng chân kẹp lên uống, hoặc là không được dùng tay cầm lên uống, không muốn dùng tay, mắt, mũi, miệng, ngực, chim gì cái gì cũng được thầy. Thôi dùng đi. Mấy trò hay nước đều uống được không đó? Được anh uống nước trong kia, uống vô đau bụng rồi. Đây giờ anh uống thử trước nha. Được chưa? Bây giờ đi rót nước. Đây rót nước trong máy nha. Đó. Đúng là vợ mình nó đo nghi quá. Ok. Đấy. Mấy cháu uống được khoảng 1 ly rượu là chiến thắng. Nếu mà bé uống được là ngày nay bé thích anh yêu làm cái gì anh yêu sẽ chiều. Đây, miếng sao uống nước trong chai, không cần uống nhiều, chỉ cần uống được ngụm vài cũng được, mà uống càng nhiều càng tốt. Uống lại thì làm tùy. Chắc chưa? Chắc. Không dùng hút. Đúng rồi. Dùng mềm. Thì kệ nó, chứ không muốn dùng gì dùng mà. Uống một ly rượu phải không? Ờ đúng. Uống một ly rượu. Ok. Mắc cái gì? Cái gì cũng được, thích gì chịu đó à. Mình giữ cho đổ nha. Thôi thả. Nếu mà ngậm cái da lây là nó. Ừ. Rồi, ai đây, muốn làm gì làm tay. Đi trang điểm làm vậy.
Trang điểm làm gì? Anh à, nói rồi, chơi với anh đừng có trang điểm. Trang điểm làm cái gì? Muốn thử lại à? Thử lại. Anh chịu. Thử lại. Anh về lại kia chứ không? Thử lại. Ôi. Bị tròn nó còn phải đi lau nhà nữa. Nghe.